chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn video clip về giới thiệu về một trong những danh thắng du lịch nổi tiếng tại địa phương huyện Bù Đốc, tỉnh Quảng Ngãi. Đó là danh thắng Chùa Ông Râu và Núi Đá Bạc. Chùa Ông Râu nằm ở biển Tân Định và Núi Đá Bạc là một dãy núi lớn tại huyện Bù Đốc, có chiều dài là 2 km. Vị trí cao nhất đó là đỉnh núi Đá Bạc. Đầu tiên là chùa Ông Râu. Hôm nay chúng tôi làm video này dưới sự trợ giúp của thầy Ba Nghĩa, Lương Trọng Nghĩa là giáo viên về hưu đang cư trú tại địa phương xã Điệp Khánh. Chùa Ông Râu có độ cao 65m so với mực nước biển. Đây là một trong những địa điểm có tuổi đời rất là lâu. Tương truyền là đây là nơi do ông Nguyễn Hữu Mai là người đến đây và thành lập ở đây tu tập. Ông chỉ sinh sống ở đây và tu tập ở đây chỉ dùng râu qua ngày, cho nên người ta đặt cái tên chùa này là chùa Ông Râu. Chùa Ông Râu còn có một tên gọi khác, đó là tên chùa Hang Râu. Theo những người dân địa phương ở đây kể lại thì đây là một ngôi chùa rất là linh thiêng. Những người con dân trại địa phương ở đây đến đây cúng bái và cầu xin để được làm ăn khấm khá và phát đạt thì đều hầu như là rất là thành công, cho dù là đang sinh sống tại địa phương hay là ở nơi xa xứ. Thế cho nên ngôi chùa này đang rất là khang trang, mặc dù là ở nơi rất là hẻo lánh vẫn được nhiều người thờ cúng. Sau đây thầy Ba Nghĩa sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết về chùa Ông Râu này. Cái này là cái tương truyền trước đây là có một cái chàng trai tên là Nguyễn Hữu Mơ. Tương truyền ông này là người làm ăn mô. Ông là một người mà nhà nghèo nhưng mà học giỏi. Ông mới theo học một ông thầy ở bên chỗ là Thủy Xà, Biên Hòa, có quen với một cô rất xinh đẹp, nhà là cũng giàu có, nhưng mà bên nhà ghét là người ta không có đồng ý, cho nên là chồng trẻ tên là Hương Mơ đó buồn đi lên núi về thì mới đi dọc theo biển và tới chỗ đây là nó có một cái địa thế là tự nhiên có hòn. Sau đó thì một cái hòn này là nó được là cấu tạo trên một cái thềm là đan. Lúc đầu thì nó cũng nhỏ, cỡ một giai đoạn trước năm 1960 thì nó nhỏ, sau này thì giai đoạn từ 60 sau lan nữa thì người ta chặt đan và người ta có mở rộng thêm. Ông ta ở đây thì phía trước kia là nó có một khoảng đất rất rộng, phía đầu trên kia là nó có một suối nước. Chỗ có suối nước này kia, lý do nó có suối nước là do phía cây này trước đây là nó có một rừng, có một rừng cây cho nên là nước nhiều. Phía tây này nó có một cái mỏ thạch câu. Có cái giai đoạn trước năm 1965 là học sinh ở chỗ là cái lâm lên này để mà lấy cây hốc cây này, hốc cây một câu gì viên khơi khô là không biết. Ông đó mà ở đây thì ông chỉ ăn rau và củ để sống, cho nên mới đạt lời chùa Ông Râu. Là chùa Ông Râu có cái tên từ cái việc là ăn rau và củ quả, gọi là ông ăn rau là ông râu đấy. Và ông ở tu thôi. Mình đang ở độ cao bao nhiêu mét so với mực nước biển? Cái chỗ đây thì so với mực nước biển thì coi chỗ đây là 65m. Hiện tại chúng ta đang ở độ cao 65m so với mặt nước biển, vẫn chưa cao lắm, nhưng mà trên núi còn nữa đúng không? Cái núi Long Phụng này là chiều dài của nó là 2 km. Chiều dài 2 km. Nó phía nam là nó dốc với cái thôn Dương Quang, phía bắc là dốc với thôn Tân Định, phía tây là dốc với thôn Dương Hòa, phía nam là dốc với biển. Chiều dài của cái bờ biển của xã Đức Thắng là 4 km. 4 km theo bờ biển là của xã Đức Thắng. À, bây giờ cái đây địa phương nó có phát triển. Cái này thì vừa rồi tỉnh người ta đã có cái hồ sơ như công nhận nó là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Và có cái xu hướng là huyện sẽ đã có một cái dự án
đồng thời tiến hành như là quy hoạch phát triển cái vùng này trở thành một cái vùng tăng cái vùng cái du lịch tạm với là cái du lịch là du lịch là tâm linh nghỉ dưỡng rồi là cái sinh thái. Ngoài ra là thiết kế trồng có cái vườn rau nuôi gà ở rừng. Mình đang mở tuyến đường là Đức Dụng đi núi Đá Bạc đó ha. Đi du lịch trong cái là quê Bạch Trung thì phía đường trước chiều hôm nay là có cái tuyến đường Dung Quốc Sơ Quỳnh. Dung Quốc Sơ Quỳnh. Trước đây là đường Hà Nam chưa ạ? Đường hồi Nam mình đây đó là đường qua mình nó chạy theo đường biển nó vào Đức Phong. Nó phong tiến gì hả? Phong tiến rồi. Đó phần trước thì bọn cũng lấy là cái dự án sẽ nó về được tháng và năm mà học có con bà con mà có cái đất đai đường. Sau khi tham quan chùa Ông Râu xong thì đi vòng ra phía sau chùa, chính xác đi vòng ra phía sau và lên trên thì sẽ có một cái điểm, đó là điểm pháo 12-6, đây là một chốt phòng vệ bờ biển của quân đội Việt Nam. Ở chốt pháo này thì nhìn thẳng ra bờ biển thôn Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những chốt phòng vệ tại địa phương. Sau khi kết thúc tham quan chùa Ông Râu, chúng ta sẽ đi khoảng tầm 1,5 km qua tuyến đường Tân Định Dương Quang để thăm và tham quan về núi Đá Bạc. Núi Đá Bạc nằm trên dãy núi Long Phụng, có độ cao 175m so với mực nước biển. Và dãy núi Long Phụng này có chiều dài là 2km, kéo dài dọc theo song song với bờ biển thuộc Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại trên ven núi này người ta đã trồng các loại cây như cây keo, cây tràm, cây bạch đàn để lấy gỗ khai thác. Đỉnh núi Đá Bạc là một trong những đỉnh núi có cái chiều cao nhất tại huyện Mộ Đức và là một trong những đỉnh núi có cái vẻ đẹp rất là hoang sơ và tự nhiên. Đây là núi Đá Bạc, sở dĩ nó có tên Đá Bạc tại vì những cái hòn đá đây nó đều có màu trắng bạc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi Đá Bạc này có vị trí tại thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại thì chính quyền địa phương huyện Mộ Đức đã có kế hoạch xây dựng tuyến đường Đức Nhuận đi núi Đá Bạc. Đây là một trong những tuyến đường phát triển kinh tế và phát triển du lịch trong tương lai cho địa điểm du lịch này. Sau khi tuyến đường hoàn thành thì hy vọng đây là một trong những địa điểm tham quan du lịch tiềm năng và rất là thú vị cho tỉnh Quảng Ngãi cũng như là huyện Mộ Đức nói riêng. Wow, ở đây có rắn thưa quý vị. Tôi đã phát hiện ra một giỏ rắn. Cẩn thận ạ. Chúng ta đã lên tới đỉnh núi. Đá Bạc. Đây là một trong những cái địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của địa phương huyện Mộ Đức. Chính xác nó nằm ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức. Trên đỉnh núi này có một mốc tọa độ địa phương, mốc tọa độ của huyện có tên là Mộ Đức 11, được làm từ tháng 7 năm 2003.
Đây là một trong những đỉnh cuối núi cao nhất của ở đây là xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Là một trong những cái địa danh có tiếng tại địa phương. Đỉnh núi rất là đẹp nhưng mà tiềm năng phát triển du lịch vẫn chưa có. Rất đẹp thưa quý vị. Đứng ở đây phóng xa tầm mắt ra phía xa thì thấy những cánh đồng. Cánh đồng đây là cánh đồng của các xã Đức Thắng. Trên đỉnh núi Đá Bạc này có 5 ngọn núi. 5 ngọn núi này cùng đứng với Ngũ Hành. Đây là một địa điểm tham quan du lịch khá là thú vị và linh thiêng. À, phía xa kia là một ngọn, gần đây là hai ngọn, đây là ba ngọn, kia bốn ngọn, và bên chỗ vị mặt áo trắng kia ngồi nữa là 5 ngọn núi. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi một vòng khám phá ngọn núi này để được xem được hết tất cả các cái ngóc ngách và vẻ đẹp của ngọn núi, nhìn ra xung quanh cánh đồng của xã Đức Thắng. Nếu mà trong một thời gian nào đó mà cánh đồng này lúa chín vàng thì đứng đây ngắm ra thì rất là đẹp, nhưng mà hiện tại thì đang trong cái mùa gieo xạ cho nên là vẫn chưa nhìn thấy được cánh đồng lúa. Sau đây thì xin mời quý vị nghe thầy Ba Nghĩa sẽ nói sơ qua về ngọn núi này. Nơi mà tôi đang là đứng đây là đỉnh núi Đá Bạc, xã Đức Thắng. Trong là cái tương lai thì chỗ đây sẽ là một cái điểm là cái du lịch, là cái dấu ngoại rất là tốt. Chỗ này là như vậy là cao của nó là 105m so với là một nước biển, còn so với là cái tuyến đường ở là cái dưới kia thì chỗ đây là độ cao là 70m. Đỉnh núi đây là một trong năm cái là hồng này trong phòng thì gồm có như vậy là núi đất, đá bọt, núi cây, trụ bồ, núi mộc. Bây giờ là cái dãy núi này là hơi cây số, phía nam là giáp với thôn Như Quan, phía tây là giáp với thôn Giao Hòa, phía đông là giáp với phía đông, và phía bắc là giáp với thôn Tân Định. Cái tuyến đường mà chúng ta đi thì gồm có là hai đường, một là đường phía chỗ là cái Giao Hòa lên, có cái đường là xe tới chúng ta có thể là chạy lên được, và sau đó là chúng ta lên núi một đoạn khoảng là 300m. Một tuyến đường thứ hai là chúng ta đi trong cái phía là cái Giao Hòa lên, phía đó thì chúng ta đi xe trong chỗ cái chùa, và sau đó là chúng ta đi bộ lên. Đây là khoảng là 150m. Ở cái khu vực đây là nó có một loại cây, đây người ta gọi là cây gơ trán. Con loại cây này thì có thể là chẹt ra thành khúc và đem về chúng ta lột vỏ, và sau đó là chúng ta làm đúa, nó gọi là đúa gơ trán. Tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo chúng tôi xuống dưới chân núi để tham quan ngôi chùa Sơn Long Tự. Đây là một ngôi cổ tự có tuổi đời 200 năm hơn. Đây là một ngôi cổ tự rất linh thiêng, nhưng mà hiện tại rất tiếc là bị xuống cấp khá là trầm trọng vì thiếu kinh phí để trùng tu cũng như là bảo trì. Sơn Long Tự là một ngôi chùa nghèo, tọa lạc tại một khu đồi tại ấp Mỹ Thạnh, thôn Dương Quang, xã Đức Thắng,
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, ở vùng quê hẻo lánh. Ngôi cổ tự có mặt trên mảnh đất nghèo khó này, tính đến nay đã trên 200 tuổi. Ngôi chùa được thành lập vào năm 1804, thuở ban sơ, chỉ là một nơi niệm Phật đường được che chắn đơn sơ, vì đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của bà con từ nhiều nơi tha phương đến đây sinh sống. Đến năm 1972, chiến tranh lưu lạc, bom đạn kinh hoàng khốc liệt đã đổ xuống mảnh đất này, khiến ngôi cổ tự đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau năm 1975, chùa chỉ còn lại nền móng đầy vết tích bom đạn. Lúc thời, trong hoàn cảnh khó khăn, ngôi cổ tự được một vị cố thượng tọa Bồ Tát với pháp hiệu là Thích Phát Long, cùng sự trợ duyên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự ủng hộ của các cấp chính quyền, Phật tử nơi đây trùng tu tôn tạo lại. Đến năm 2008, do tuổi cao, sức yếu, thầy Lâm trọng bệnh và viên tịch vào ngày 29 tháng 6 năm Mậu Tý. Kể từ đó, ngôi thiền môn bị bỏ quan nhiều năm, không người trông quản. Trải qua nhiều năm tháng nắng mưa nơi mảnh đất khô cằn, cũng bao lần được trụ sứ giả Như Lai về trụ sứ nơi này, nhưng rồi lại ra đi không lời từ giả. Long Sơn Tự, ngôi chùa nghèo, trải qua bao mùa năm tháng vắng bóng Như Lai, nỗi khát khao và mong ước được tề tựu nơi Phật đường của bà con thân thương nơi đây dấy lên bao trằn trọc trăn trở. Như thấu rõ được lòng khát khao của hàng con Phật tử, hội đủ duyên lành, năm 2017, trụ sứ giả Như Lai, sư cô Thích Nữ Trung Nghĩa về phụng sự ngôi Tam Bảo này. Từ đó, chùa Sơn Long được lan tỏa hương vị Tam Bảo Thiền Môn. Hàng Phật tử địa phương từ đó có người hướng dẫn tu tập. Nhận nhiệm vụ được giao phó, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì được gánh vác công tác Phật sự để đền đáp ơn Tam Bảo và chư vị ân sư ban cho với thân, huệ, mạng. Còn lo vì trách nhiệm của mình có hoàn thành trọng trách không khi trước mắt đầy khó khăn, cam go, trắc trở. Như một nhân duyên lớn, sư cô đã tiếp quản ngày đêm không ngừng cố gắng. Thế nhưng trải qua bao biến cố lịch sử, thêm vào đó là sự bào mòn của thời gian cộng với quy luật vô thường, đến nay ngôi cổ tự đã xuống cấp trầm trọng, không còn kiên cố và an toàn để ni chúng cũng như Phật tử yên tâm tu học, dù sư cô đã hết lòng dốc sức. Chùa Sơn Long thực tại chỉ như ngôi nhà cấp 4 tạm bợ qua ngày với cái nắng cháy da của miền Trung. Bước vào bên trong, ngôi chùa hanh khô hừng hực. Khi mưa lũ tràn về thì ủ dột tràn lan những trũng nước. Ngôi chánh điện nho nhỏ đã xuống cấp và không còn kiên cố. Có thể là tôi năm nay là 45 tuổi rồi, nhưng mà thời chiến thời cũ kia là cái chùa này nó lâu lắm rồi, chùa là của Thiên Linh ở thôn này lâu, nhưng mà thời gian á là chiến tranh thì bà con dân họ đi tổng cư hết, nhưng mà tôi thì tôi cũng cứ còn quằn chứ tôi không đi. Tôi xin là cuối đời từ đầu thì bây giờ tôi xin mạnh quân với bà con độ hữu chung tay góp sức để cùng nhau với sư ở đây để xây dựng lại cái chùa, cái tâm bố. Qua video này, chúng tôi mong nhận được nhiều sự hỗ trợ từ quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video.